Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Lửa lò vẫn được. Thưa quý vị và các bạn, mắc sai phạm bị xử lý là chuyện đương nhiên theo đúng tinh thần pháp luật, nhưng cũng không khỏi đau xót cho những người thực sự có công trạng và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Song đau xót hơn tất cả và nỗi đau này thuộc về nhân dân khi chứng kiến tài sản của quốc gia, tài nguyên của đất nước bị xẻ thịt và bán rẻ cho tư nhân mà không ai làm gì được. Một ví dụ rất rõ ràng như việc thôn tính cảng Quy Nhơn, Bình Định xảy ra trong một thời gian dài, gây nên sự bức xúc trong dư luận. Thanh tra chính phủ đã có kết luận và đề nghị thu hồi. Một cái cảng lớn như vậy với đầy đủ các ý nghĩa về kinh tế, an ninh, quốc phòng, dân sinh mà còn bị bán rẻ theo các hình thức lách luật khác nhau, và thương vụ này phải có sự tham gia, tiếp tay của những người có quyền lực tại địa phương và trung ương thì mới có thể thành công được. Lửa đốt lò lần này hẳn sẽ soi sáng góc tối của các thương vụ tương tự và tài sản của nhà nước phải được thu hồi. Niềm tin của nhân dân là ở chính chỗ này. Một sự đau xót khác là chính những người lính từng hy sinh xương máu, giành giật từng tấc đất với kẻ địch thì giờ đây đem cái mà phải trả rất đắt đó để bán rẻ cùng với danh dự và lương tâm. Những sĩ quan quân đội bị ngã ngựa vì đất hẳn sẽ thấm thía điều này. Họ đã không bị ngã xuống trong cuộc chiến giành đất với kẻ thù, nhưng lại bị ngã ngay trên mảnh đất đó với một tư thế không phải của người lính trận mà của một kẻ tham nhũng. Đó là đau xót thấm đẫm tâm can. Những vụ tham nhũng lớn bị phanh phui cho thấy người được nhà nước giao trọng trách bảo vệ và xây dựng, quản lý và điều hành lĩnh vực nào thì ăn ngay vào lĩnh vực đó. Trường hợp này ứng với cả những vụ tham nhũng vặt mới được phát hiện gần đây, như một nữ thiếu tá công an ở Quảng Trị tham nhũng gần 1 tỷ đồng tiền trang bị kỹ thuật, cán bộ hải quan biển thủ ngà voi giữ của bọn buôn lậu đem bán, cán bộ quản lý giáo dục ăn chặn tiền tài trợ cho học sinh nghèo. Những vụ việc ấy không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn xâm hại đạo lý làm người, hoen ố đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, lửa lò đốt tham nhũng càng cháy mạnh thì càng nhận được sự ủng hộ và cổ vũ từ người dân. Nỗi đau của nhân dân phải gánh chịu do tham nhũng gây ra lớn hơn rất nhiều sự đau xót phải xử lý những cán bộ tay đã nhúng chàm. Nóng vụ siêu xe, biếu tặng, trốn thuế giữa ban ngày, tìm không ra chùm cuối. Thưa quý vị và các bạn, loạt bài điều tra trên báo Tiền Phong đang gây rúng động giới siêu giàu lẫn giới buôn siêu xe. Hiện tượng nhiều siêu xe hạng sang nhập khẩu vào Việt Nam đã diễn ra từ lâu. Trước đây, siêu xe núp bóng Việt kiều hồi hương để vào Việt Nam. Và nay, siêu xe núp dưới con đường quà tặng. Còn nhớ năm 2012, Bộ Công an từng phanh phui đường dây buôn lậu 54 siêu xe xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, chính sách của nhà nước cho phép mỗi Việt kiều hồi hương được mang về Việt Nam một xe ô tô cá nhân đang sử dụng. Những chiếc xe điện này được miễn thuế nhập khẩu. Nhưng trên thực tế, hầu hết xe hơi thuộc diện này nhập khẩu vào Việt Nam gần như mới tinh hoặc vừa lăn bánh. Chưa ai thống kê được bao nhiêu chiếc xe được đưa vào Việt Nam thuộc diện Việt kiều hồi hương. Tuy nhiên, trong đường dây buôn lậu siêu xe bị phát hiện, từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, đường dây buôn lậu trên đã làm thủ tục cho 64 Việt kiều đứng tên nhập khẩu 54 siêu xe và 12 mô tô đắt tiền vào Việt Nam thuộc diện Việt kiều hồi hương. Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 4 người trong đường dây buôn lậu 54 siêu xe nói trên, đồng thời triệu tập 106 người là Việt kiều hồi hương, cán bộ, đối tượng công tác, xuất nhập khẩu liên quan đến đường dây buôn lậu. Theo cơ quan tố tụng, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án trên đã làm cho nhà nước thiệt hại 162 tỷ đồng các loại thuế, nhập khẩu, tiêu thụ, đặc biệt và giá trị gia tăng. Một điều kỳ quặc trong vụ án trên, vụ án buôn lậu nhưng cơ quan điều tra không bắt được chủ thể buôn lậu, kẻ chủ mưu, kẻ hưởng lợi đậm từ hành vi buôn lậu siêu xe. Trái lại, vụ án buôn lậu chỉ xử lý khúc giữa, tóm 4 cá nhân là nhân viên công ty giao nhận hàng hóa ở cảng, cán bộ công an được trả công từ hành vi tiếp tay cho việc buôn lậu siêu xe. Những đối tượng Việt kiều bên Mỹ trực tiếp mua xe tại Mỹ rồi thuê các hãng tàu vận chuyển xe về Việt Nam tiêu thụ, pháp luật Việt Nam không thể xử lý. Mặc dù vậy, có không ít ý kiến cho rằng những chủ salon ô tô mới chính là những đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ hành vi buôn lậu siêu xe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn khẳng định các chủ salon buôn ô tô không có dấu hiệu buôn lậu siêu xe. Như vậy, vụ án buôn lậu siêu xe với hành vi buôn lậu giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng kẻ buôn lậu vẫn không bị sa lưới pháp luật. Vụ án buôn lậu siêu xe khép lại, chỉ xử lý được khúc giữa, chùm đầu và chùm cuối buôn lậu siêu xe vẫn không lộ diện.
Trở lại vụ nhập khẩu siêu xe giá rẻ bằng con đường quà tặng mà báo Tiền Phong đang điều tra. Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2016 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022, có tổng số 3.979 ô tô biếu tặng nhập về Việt Nam. Tổng số thu thuế ô tô biếu tặng gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn trên đạt 12.644 tỷ đồng. Theo ý kiến của lãnh đạo ngành hải quan, chưa phát hiện dấu hiệu trốn thuế từ việc nhập khẩu hàng ngàn chiếc ô tô, chủ yếu là siêu xe đắt tiền được biếu tặng kể trên. Nhưng lãnh đạo ngành hải quan cũng chưa giải thích được vì sao giá xe biếu tặng khai nộp thuế quá thấp so với giá xe bán ra thị trường sau khi đã nộp thuế. Tại sao xe biếu tặng sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu hầu hết đều được các chủ salon giao bán với giá cao ngất ngưởng? Không phải ngẫu nhiên, sau vụ án buôn lậu 54 siêu xe xảy ra năm 2012, chính phủ đã bãi bỏ chính sách ưu đãi mỗi Việt kiều hồi hương được mang một xe hơi đã qua sử dụng về Việt Nam. Và sau loạt bài điều tra của báo Tiền Phong, cơ quan chức năng đã kiến nghị chính phủ ngừng chính sách nhập khẩu xe biếu tặng. Dưới con mắt của những con buôn siêu xe lọc lõi, mọi chính sách ưu đãi của nhà nước đều có thể trở thành công cụ để họ làm ăn. Vì lợi nhuận cách xù, người ta tìm mọi cách để lách luật, mà đối tượng bị thiệt hại nặng nề chính là ngân sách nhà nước. Buôn lậu giữa ban ngày trong vụ án 54 siêu xe hay nghi vấn trốn thuế giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đang được báo Tiền Phong điều tra. Đường nào cũng có những ông trùm hưởng lợi, nhưng các ông trùm ấy sẽ không bao giờ lộ diện nếu cơ quan chức năng không mạnh tay. Công bộc của dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số cải cách hành chính PA Index của các bộ, tỉnh, thành phố và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAS năm 2021 vừa được Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố. Theo đó, kết quả PA Index 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ được phân loại gồm 3 nhóm điểm hơn 90%, bao gồm 3 đơn vị: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ hơn 80% đến dưới 90%, bao gồm 13 bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục đào tạo. Dưới 80% là Bộ Khoa học và Công nghệ. Giá trị trung bình PA Index 2021 của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 86,07%, giảm 1,49% so với năm 2020, đạt 87,56%. Tuy nhiên, xét trong 10 năm đánh giá thì kết quả PA Index năm 2021 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Giá trị trung bình năm 2021 đã tăng cao hơn 10,69% so với năm 2012. Về kết quả PA Index 2021, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân với kết quả đạt 91,80%, cao hơn 0,66% so với đơn vị xếp thứ hai là Quảng Ninh đạt 91,14%. Thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong top 5 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này. Năm 2021 đạt 90,25%, xếp vị trí thứ 3 trên 63. Trong khi đó, Vĩnh Phúc cũng có lần đầu tiên lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu với kết quả năm 2021 đạt 89,28%, xếp vị trí thứ 5 trên 63. Ngoài ra, Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng với kết quả đạt 89,32%, xếp vị trí thứ 4 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Đứng cuối bảng xếp hạng PA Index 2021 là tỉnh Kiên Giang đạt 79,97% và là địa phương duy nhất có kết quả dưới 80%. Có thể nói, kết quả chỉ số PA Index và CPAS hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của từng bộ tỉnh. So với những năm trước, kết quả PA Index 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực khi nhiều đơn vị đang nỗ lực bứt phá. Hầu hết các chỉ số đều có giá trị tăng điểm. Kết quả ấy không mấy ngạc nhiên khi nhiều tỉnh thành và bộ, ngành đã dám nhìn thẳng sự thật, quyết tâm thực hiện thành công nhiều mô hình, cách làm mang tính đột phá mạnh mẽ. Kết quả cải cách đó đã truyền lửa từ cấp tỉnh xuống các sở ban ngành và địa phương, chủ động để các địa phương thi đua lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu của mọi sự phục vụ. Từ đó, nhiều thủ tục được rút gọn, minh bạch hóa, hệ thống một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến được triển khai, đã giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục, giảm cả thời gian và chi phí. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, những nỗ lực quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp và địa phương đã mang lại kết quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Chỉ số này cũng cho thấy toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công đã cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, giúp chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Mặt khác, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công, theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức. Chỉ số này còn thể hiện những nỗ lực của chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân. Ngoài ra, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, phản hồi ý kiến đối với cơ quan hành chính nhà nước về chính sách, dịch vụ công và là một kênh để người dân, tổ chức thực hiện quyền lợi, trách nhiệm đó. Tuy vậy, những con số từ kết quả khảo sát cũng cho thấy có những điều rất cần suy ngẫm khi nhiều người dân, tổ chức vẫn phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hành chính. Cụ thể, tỷ lệ người dân, tổ chức phải đi lại một lần để giải quyết thủ tục hành chính trung bình là 30%, đi lại hai lần trung bình 59,15%, đi lại ba lần trung bình là 6,23%, đi lại bốn lần trở lên trung bình 1,75%. Có 61 trên 63 tỉnh thành để xảy ra tình trạng người dân phải đi lại từ 4 lần trở lên để giải quyết thủ tục hành chính. Chưa hết, tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu vẫn còn. Người dân và doanh nghiệp vẫn kêu ca về thủ tục hành chính còn rườm rà. Tiếng kêu này gặp ở nhiều cơ quan khác nhau. Theo báo cáo CPAT 2021, tình trạng công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu diễn ra ở 46 trên 63 tỉnh. Trong đó, tỉnh cao nhất là 2,3%, tỉnh có tỷ lệ thấp nhất là 0,25%. Hoặc người dân, tổ chức phản ánh phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí diễn ra ở 22 trên 63 tỉnh thành. Vẫn biết các con số này chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng thể chung. Tuy nhiên, những con số này tiếp tục mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công với cả những điểm sáng và cả những điều cần cải thiện hơn nữa. Và chính những con số nhỏ cùng với sự phàn nàn kêu ca của người dân đòi hỏi các ngành, địa phương phải tiếp tục có sự tập trung cao hơn với nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao thứ hạng. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính. Muốn thế, ngoài việc sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật, cần có sự nêu gương, tinh thần phục vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Và khi những người thực thi công vụ thực sự là công bộc của dân, thì nền hành chính đến gần dân hơn, đúng nghĩa là vì nhân dân phục vụ.